Vâng, chào tất cả các bác. Đây là cặp loa 4312 dòng Katron Monitor, là dòng loa dẫn đầu phân khúc ở tầm hơn 20 triệu một tí. Thì cặp loa này về ngày hôm qua, nó đẹp tuyệt vời, không có một điểm gì gọi là chúng ta có thể bắt lỗi em nó được. 4312 Katron Monitor sở hữu 3 đường tiếng, 1 bass 30 và 1 trung 1 jazz. Dòng loa này em đưa về các bác rất là nhiều, tại vì nó rất là hợp túi tiền và chất âm nó rất là hay. Nghe nhạc chuyên nghiệp, nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc tiết tấu nhanh đều rất là tốt. Tiếng đặc trưng của những dòng loa Mỹ và nói chung và nói riêng là JBL. Chất âm chân thật và trải nghiệm tiếng bass rất là hay. Cặp loa về ngày hôm qua, tại vì thời điểm Covid thì tiền ship nó khá là cao nên cặp này đắt hơn 500 ngàn so với mấy cặp trước. Các bác nào mua được những mấy cặp trước thì mình hoan hỷ được 500 ngàn. Nhưng cặp này thì giá nó cao hơn một tí nha các bác. Giá là 21 triệu đã bao gồm phí ship, các bác có thể thấy được phía trên nó này, đẹp tuyệt vời luôn nha. Bass 30, đúng cặp thì các bác sẽ thấy được vân bass nó sẽ đều nhau và lo mic và chép nó sẽ đều nhau. Hai vi tinh chỉnh phía trước, dài mic và dài chép. Nếu các bác chơi đèn không có chỉnh bass chép thì các bác có thể chỉnh được dài mic và che cao này. Đấy, lo mic này các bác. Đấy, lo bass đúng cặp là các bác sẽ thấy những để những cái viền nó sẽ đều nhau này, và lo mic này nó sẽ trồng mèo nhau. Đấy, và những cái rối nó cũng vậy. Một cặp loa đáng để các bác sưu tầm, giá 21 triệu. Những dòng loa của JB thì nói về sự phối ghép nó rất là dễ, nó không khó như những dòng loa Nhật đâu các bác. Còn Mỹ rất là dễ phối ghép, Mỹ tiếng nó hay rồi. Nó được những hãng Rive cân đối về ba dải rất là tuyệt vời, dải mic và dải chép, dải bass. Giờ em quay cảnh cho các bác cùng xem này, cặp loa này đẹp hết chỗ chê luôn nha. Có thấy cảnh loa này, vân nó cũng đẹp đấy nha các bác, vân nó rất là nổi luôn nha. Tóm tắt lại là cặp loa này quá là tuyệt vời. Về ngày hôm qua với cặp 77A đó, M77A thì bán ngày hôm qua rồi lên Lâm Đồng, còn cặp này thì bác nào sở hữu thì liên hệ cho em Chiến nha, qua hai số điện thoại này. Giá thì em đã báo cho các bác rồi, 21 triệu bao ship. Lý do tại sao nó lên 500 ngàn thì em đã báo ngày hôm qua, và đến nay em cũng đã thông báo cho các bác biết. Tại vì em phải mướn ba gác xuống cái chốt để chở hàng, và tiền cước đợt này nó cũng rất là cao nên nó có lên vài trăm thì cũng không đáng kể gì. 500 ngàn so với những cặp trước. Cặp này rất đẹp luôn nha, tuyệt vời luôn á. Đặc biệt cái vân nó rất là nổi, các bác trưng bày rất là tuyệt vời. Em có hình hài em chụp trên đăng Zalo Facebook đó nha các bác. Các bác có thể kết bạn Zalo qua số 0965770277 nha. Hai số điện thoại chính của em, các bác thì alo cho em trực tiếp qua hai số này. Và đây là phía sau là trạm loa này, trạm loa mỏ chim nha các bác, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi thì em cũng đã giới thiệu cặp loa 4312 Katron Monitor, dòng loa kiếm âm nổi tiếng của hãng, với giá thì cực kỳ ngon ở cái gì mà nó mang lại của cho chúng ta thì quá đẳng cấp, âm thanh hay, trưng bày đẹp. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là kênh của em nói nha các bác. À, để em báo cặp này series bao nhiêu luôn nha. Để các bác mùa 14 và mùa 17 nha. Mùa 14 và mùa 17.